Hello, xin chào cả nhà. Lời đầu tiên Kim Luyến xin mến chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và chống dịch thật là tốt trong mùa dịch này nha mọi người ơi. Và cảm ơn rất là nhiều mọi người đã ủng hộ trên cái kênh ủng hộ Kim Luyến và Phước Tính. Hai chị em rất là cảm ơn mọi người ạ. Và một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc được mang tên cho tim ngất ngây.
ngày phi đạo trái dài anh cất cánh bay. Mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Tuyết ơi xin nhường trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi cách chia.